Xin chào các bạn, mình đang đứng trước cái vườn rau đón Tết của mình đây. Tại sao mình gọi là vườn rau đón Tết? Bởi vì là sắp đến Tết rồi các bạn ạ. Thì các bạn sẽ cùng ngắm vườn rau của mình xem với các loại rau của mình như thế này thì đã đủ để ăn Tết với rau chưa. Và sáng hôm nay á, thì cái rau cải màu gào của mình nó cũng tốt rồi, đến cái tuổi để muối dưa ăn rồi các bạn. Nên là mình sẽ cắt cả rau cải màu gà và để muối dưa nữa các bạn. Các bạn nhìn này, vườn sau rau lúc này của mình, vườn rau đón Tết của mình nó xanh lên rồi các bạn ơi. Bao giờ cũng thế, ra vườn không chỉ ngắm rau mà còn ngắm cả hoa nữa. Cho nên các bạn sẽ, tí nữa mình sẽ cho các bạn xem ngắm cái vườn rau và vườn hoa đón Tết của mình xem như thế nào các bạn nhé. Cả một cái năm trồng rau trồng hoa, xem cái hiệu quả cuối cùng thì nó như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi cắt rau màu gà để mình để ra. Cắt rau màu gà, cái rau cải màu gà để mình muối dưa chua để ăn đấy các bạn. Và tí nữa mình sẽ tưới rau rồi chúng ta cùng ngắm hoa luôn các bạn nhé. Rồi chúng ta cùng đi cắt rau. Đây rồi, một rổ to để cắt rau. Và bây giờ mình đi cắt rau cải trước đã nhé. Ôi, rau lang nó tốt. Ngập người luôn. Đấy, đây là cái đám cải, rau cải màu gà. Bây giờ mình sẽ cắt vào để muối dưa. Nó tốt như thế này rồi. Đấy, bây giờ là bắt đầu bẻ từng tàu một. Còn cái cây thì để cho nó tốt. Ủa, nó tốt thật đấy. Non lắm mình Việt rồi. Ù nó non, mình tưởng nó già để muối dưa mà nó non ơi là non. Nào tưởng đấy non gần mặt. Chú trồng đậu hũ không trồng cái cải nào rồi. Cải nhau anh ở giữ ở đâu ấy. Non gần mặt. Đây này các bạn ơi, những cái khóm rau cải màu gà nó tốt như thế này này. Bây giờ mình sẽ tỉa hết những cái lá bên dưới ấy, để mình muối dưa. Tỉa hết những cái lá dưới gốc này này để muối dưa này. Xong rồi để lại cái ngọn để cho nó lại ra lá tiếp. Cái rau, loại rau cải này này nó cứ ăn lá như vậy các bạn, không phải nhổ hết cả cây đâu. Đấy, cái lá nó giòn lắm các bạn ơi. Động vào nó là nó giòn, nó gãy cẳng cặc luôn ấy. Nó gãy cả cái lá bên cạnh này. Đấy. Ôi một khoảnh nhỏ này thôi là cả rổ rồi các bạn ạ. Trời ơi nó tốt này các bạn, cái cây này nó tốt này. Trời, muối dưa này ngon lắm, rau sạch. Đấy, mỗi cái lá này các bạn này to như này. Cái này muối dưa nó vừa đẹp đấy. Có tàu thì non nhưng mà cái tàu này nó vừa đẹp. Có một cây thôi mà không biết bao nhiêu lá. Đấy. Xong rồi phơi éo héo đi các bạn ơi. Một rổ luôn rồi. Cái rổ to này. Thích không? Một cây này thôi mà nó nhiều quá. Mình bóc cho nó gần hết đi. Đấy. Để cho nó ra tiếp những cái lá non các bạn ơi này. Đấy, bóc như thế này này. Chỉ để cái cây như thế này nữa thôi để ra tiếp những cái lá tiếp theo. Đây, cây này nữa này. Lúc nãy tốt rồi, dòa bây giờ bóc gần hết rồi.
nhiều quá. Đấy, mình bóc nó chỉ còn để lại cây này, bóc hết. Ồ, những cái lá dầu cải mộng mơ luôn, to thật thật rồi. Một rổ đầy rồi các bạn ơi. Tôi mấy cây gần gần này nó vẫn còn lá đây này. Muối dưa rau cải này thầy ăn yên tâm hẳn các bạn ạ. Sạch, gọi là sạch, không có gì nữa. Đấy, hết rồi đấy. Mỗi cây nó chỉ còn vài cái lá nữa thôi. Đấy, đây là mấy cây cải màu gà. Bây giờ là qua quá trình mình bẻ thì nó chỉ còn, mình chỉ còn để một cái lá này, một lá ngọn này, một lá bên cạnh, để ba cái này thôi các bạn. Mỗi cây chỉ để là ba cái lá này thôi, còn đâu bẻ hết. Thu hoạch theo đợt như vậy ấy các bạn ơi. Mỗi cây để ba lá. Như vậy là chỉ một ít cái rau cải màu gà này thôi, mình đã được một rổ rồi đây các bạn. Một rổ to luôn ấy. Nhà mình muối thế này thì cũng ăn cả cả tuần. Muối dưa này ăn cả tuần. Wow. Thích không? Đó. Một rổ rau cải, muối dưa. Bây giờ khoe đến cái đám bắp cải này. Bắp cải này ăn Tết là vừa tầm rồi. Đây. Nó to này rồi đây. Chắc đét luôn. Đây, bắp cải Tết của nhà mình đây. Ui, nó chắc. To lắm. Còn 20 ngày nữa đến Tết là những cái bắp cải này ăn là vừa tầm đấy các bạn này. Nhanh thật đấy. Vừa ngày nào nó cũng núc như này rồi. Cuốn hết rồi. Cây này bị sâu đây này. Cuốn rồi mà sâu đây. Sâu nó ăn này. Nào cũng đúc hết rồi. Cái này đang cuốn rồi này. Đấy là bắp cải ăn Tết. Tiếp theo là đến cải ngọt ăn Tết. Ôi, đây mình gieo tiếp cải ngọt con đây các bạn này. Loại nhỏ đấy, đang lên. Thì cái loại to này ăn hết thì ăn đến loại nhỏ. Tốt như này. Mình cũng nhổ những cây to này này, mình ăn trước này, xong mình lại để những cây nhỏ đây này các bạn, dưới này nó có nhiều cây nhỏ ti ti đây này, lại để cho lớn thì ăn. Lâu phải trồng lắm, rồi rau sống ăn Tết đây. Đấy, rau sống ăn Tết đấy. Trên này mình lại gieo rau cải đây các bạn này. Đây là cải canh. Thích ăn cải ngọt thì bên này, ăn bắp cải dưới kia, rau cải muối dưa dưới cùng này, xong đến bắp cải này, cải ngọt này, rau sống này, rau sống giòn này. Cây này nó to chưa? Cả rau sống giòn, cả rau sống xà lách. Đấy, còn đây là cải canh. Trên này là hành. Ôi hành bữa nay nó cũng tốt. Ôi giời, hành ăn Tết. Hành với ớt nó mọc díu dít với nhau. Cải thảo. Đấy. Để dỡ mình, đây là mình đang gieo hạt cải cúc đây các bạn. Dỡ nó ra để tí nữa tưới. Hôm nay chắc nó mọc rồi đây. Đấy các bạn thấy không?
Đợt đấy mình lấy rơm về mình ủ, bây giờ nó mục hết rơm rồi các bạn này, mục hết ra đất rồi. Nhìn cái đất nó đẹp chưa? Thảo bắt đầu cuốn rồi đây các bạn này, bắt đầu cuốn bắp đây này, bắt đầu úp cuốn rồi này. Đấy, cái này cuốn nhiều rồi đây, có con sâu trong này đấy, cuốn nhiều hơn rồi đây này. Thế này cải thảo đấy, bắt đầu úp cuốn hết rồi này. Tết ăn là vừa rồi các bạn, 20 ngày nữa mà, gần 20 ngày. Đỗ cô ve vàng này, đấy là rau ăn Tết của mình đấy, một vườn tốt tươi các bạn thấy không, vườn rau ăn Tết. Bây giờ khoe hoa nhé, hoa ngắm Tết. Ra hái rau. Khoe cây cà chua nữa. Cây cà chua hôm nay nó tốt. Ui dồi, bên dưới này nó cũng cải thảo này, trồng một luống cải thảo đây. Ui cà chua cái mầm nó múp rộp này này các bạn này, xanh non mỡ màng luôn đấy. Nó bắt đầu ra trái rồi, cà chua bắt đầu ra trái con rồi đây này các bạn này. Thích quá. Đấy, nó ra từ dưới gốc luôn đây này, dưới gốc một trái nữa này. Đây. Đó. Đấy, trái cà chua nhỏ đấy các bạn. Nó ra từ dưới gốc đây này. Mà cây nó non mần mật luôn. Nó đang lên tốt lắm. Cà chua này nó cao cả cầm hơn 1 mét đấy các bạn. Đấy. Đấy, cái búi cà chua của mình trồng 3 cây về đấy đấy. Giờ tốt lắm này. Hồi mình trồng một cây thôi mà nó cả 100 quả, năm nay không biết nào. Rồi bây giờ ngắm vườn hoa của nhà mình nhá, hoa xuân, hoa đón Tết của mình đây, hoa giấy đây, trồng rau. Ôi dồi, bữa này nó rực rồi các bạn này, trồng rau thì trồng hoa đi liền với nhau, ra hái rau là ngắm hoa luôn, đủ các màu các bạn thấy không, đẹp chưa, ngang chợ Tết hoa này. Ôi dồi, nó đẹp. Cây dưới này đây. Ôi cái cây này các bạn ơi, nó rực một màu luôn này. Cây đây này màu hồng này, đẹp chưa. Quá wow, bữa nay hoa nó đẹp. Cây này này cả lá cả hoa này, màu vàng màu tím. Đây hoa mai, hoa mai khoe các bạn mình có mấy cây mai đẹp lắm nhá. Nụ đây rồi. Đây, nụ mai đây, rung rinh trước gió đây. Đấy. Mộng mơ, mận là một mụn, một nụ mai nở sớm. Đây là nụ mai nở sớm, đẹp quá. Mai cúc đấy. À mai này mai giảo hay sao chứ, mai giảo. Đây hôm qua mình vặt lá cho mai rồi đây các bạn này. Cây này tương lai là nở bao nhiêu hoa, nhiều nụ lắm này. Chít chít thôi. Đấy là hôm nay mình khoe với các bạn một vườn rau mới hoa để đón Tết của nhà mình ấy. Cây này nụ nó cũng nhiều này. Nụ không là nụ này. Cây mai. Mặc áo màu hồng, đi ra vườn hoa màu hồng. Trời ơi, cây hoa này các bạn này. Này đón Tết được rồi. Tết đến nhà mình rồi. Tết đến vườn rau rồi. Đến Tết đến từ vườn rau rồi các bạn ạ. Đấy là Tết đến từ vườn rau. Ra thăm vườn rau mà thăm được ngắm hoa luôn chứ. Đẹp quá, mỹ mãn luôn. Ôi, các bạn này. Đây này, thích không? Ôi, nó đẹp. Vườn xuân rực rỡ. Đó. Xin chào các bạn.